hẳn bạn đã nghe đầy lỗ tai rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nói thì dễ, thực hiện được mới lạ. Ừ ha, sự chia rẽ, chia ly vẫn xảy ra như cơm bữa, diễn ra trong mọi lĩnh vực. Khóa học Teamwork của Berlin khác hẳn tất cả các khóa học Teamwork bạn biết, bởi Berlin hiểu đời thực và công nhận đời thực, để từ đó dùng các phương pháp tâm lý cùng với các phương pháp quản trị hòa quyện vào nhau như hơi thở tự nhiên, để giúp bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào cũng ứng dụng và tạo nên một môi trường Teamwork làm việc đội nhóm hiệu quả trong lành, mạnh mẽ như hàng triệu tia sáng khác biệt cùng thắp sáng một bầu trời và dẫn lối mọi người trong tổ chức hướng đến một mục tiêu chung. Khóa e-learning tương tác Teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả này được trình bày bởi các chuyên gia Berlin có khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia Berlin chuyên tư vấn và đào tạo tại doanh nghiệp tạo ra công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam nhằm giúp cá nhân làm việc hiệu quả, tăng thu nhập, doanh nghiệp có được đội ngũ có năng lực đạt được mục tiêu kinh doanh. Là vào trang web berlinser.com thì cá nhân muốn quản trị cuộc đời, doanh nghiệp muốn quản trị nhân tài là được phải không chuyên gia? Vâng, đúng rồi ạ. Trước khi các bạn trải nghiệm nội dung chính tập 2 của khóa học e-learning tương tác online, Teamwork, làm việc đội nhóm hiệu quả, thì tôi xin nhắc lại lưu ý về học trực tuyến có tương tác. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Berlin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia. Ồ, được tương tác trực tiếp với chuyên gia trên video luôn hả chuyên gia? À đây này, video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Berlin tại trang web bebalancer.com. Ngoài ra, tại nền tảng công nghệ của Berlin thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Berlin thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Wow, vậy khỏe rồi, ngồi ở đâu cũng học tốt. Khi cần thì mở ra xem, rồi học theo tốc độ của cá nhân luôn ha. Và muốn có được chứng chỉ chứng nhận nè, cũng như tài liệu thực hiện thì cứ vào trang web bebalancer.com là có luôn ha. Tôi thích nhất là không phải chạy, tránh đường xá xa xôi, mà còn kẹt xe nữa chứ. Còn tôi thích nhất là những bộ tài liệu nè, biểu mẫu, chính thống từ một công ty chuyên tư vấn quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, là sự đúc kết tốt nhất, rất có giá trị cho chúng ta. Vâng, lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp làm điều này, thì Berlin cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Berlin bằng cách không được sử dụng video này thuộc bản quyền của Berlin. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn cũng như doanh nghiệp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Chuyên gia Berlin xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 2 có tên gọi Bí quyết tạo đội nhóm chủ động làm việc hiệu quả của khóa học e-learning tương tác Teamwork làm việc đội nhóm hiệu quả với phần 1. Tổng quan về phương pháp quản trị 9 người 10 ý. Bạn hãy xem lại video clip được quay chậm để bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện những điều cần tập trung để có được đội ngũ làm việc hiệu quả. Các bạn xem video clip thấy công việc rất nhiều và rất nhiều người cùng làm. Vậy mà chỉ giải quyết trong vài giây, rất trật tự và chính xác. Nhanh chóng phải không các bạn? Như vậy, để nhóm tổ chức của bạn có được sự trật tự, chuyên nghiệp, hiệu quả như vậy, thì phần 2, bí quyết tạo đội nhóm chủ động làm việc hiệu quả gồm có hai phần nhỏ, đó là thứ nhất là tổng quan về phương pháp quản trị 9 người 10 ý. Thứ hai là kỹ thuật và nghệ thuật tạo văn hóa nhóm chủ động làm việc hiệu quả. Bây giờ, ta bắt đầu với phần 2.1, tổng quan về phương pháp quản trị 9 người 10 ý. Chào mừng bạn đến phần 2.1, tổng quan về phương pháp quản trị 9 người 10 ý. Để quản trị một bộ máy hiệu quả, thông thường chúng ta cần phải có người điều hành để dẫn dắt tất cả thành viên hiểu rõ mục tiêu chung, cùng nhau tìm giải pháp đạt mục tiêu. Từ giải pháp được chọn này, chúng ta sẽ lập kế hoạch hành động và trong quá trình thực hiện kế hoạch thì luôn kiểm soát và cải tiến để luôn đi đúng hướng, đạt được mục tiêu đã đề ra. Những bước này chỉ là những bước tổng quan, hầu như ai đi làm cũng đều biết, nhưng cá nhân và nhóm có đạt được mục tiêu hay không lại là một vấn đề khác. Tại sao vậy chuyên gia?
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bởi vì hầu hết các nhóm, các tổ chức hành động theo sự thuận tiện, theo thói quen của từng người. Trời, 9 người 10 ý, làm sao biết được ý nào là hiệu quả cao nhất? Vậy để tránh 9 người 10 ý, thì ta nên làm sao bây giờ? Tôi nghĩ, 9 người này cùng sử dụng một phương pháp. Vâng, bạn nói gần đúng. Hầu hết tất cả các hoạt động của nhóm hoặc của công ty cần phải thể hiện bằng quy trình, quy định đó các bạn. Tại sao phải thể hiện các hoạt động của nhóm hoặc của công ty bằng quy trình, quy định? Ngoài do 9 người 10 ý thì còn do những lý do nào nữa không vậy? Bạn cho ý kiến bằng cách hãy click chọn một hoặc nhiều lựa chọn đúng, sau đó nhấn nút Submit. Với tương tác vừa rồi thì tôi hiểu việc xây dựng hệ thống quy trình, quy định là cực kỳ quan trọng, không thể thiếu với bất cứ nhóm, bất kỳ tổ chức nào. Nhưng khuôn khổ quá có gò bó, mất đi sự sáng tạo không chuyên gia. Tất cả là do ta hết đó các bạn. Bạn muốn đội ngũ như thế nào thì bạn hãy thể hiện trong quy trình, quy định như thế ấy. Cũng giống như con chữ khi nằm trong bộ luật là một sự uy nghiêm, khi nằm trong bài thơ, ca khúc là một sự bay bổng. Tôi hiểu rồi, giống như cái lưỡi không xương phải không? Đúng rồi, bạn thông minh lắm. Đừng nên đổi thừa quy trình, quy định như thế này thế kia. Quy trình quy định cho con người viết ra, tạo ra nó. Và con người rất tài giỏi trong việc sử dụng câu chữ. Câu chữ, quy trình các bước, đâu có lỗi gì đâu. Thấy không phù hợp nữa thì cải tiến, thay đổi thôi. Tôi hiểu rồi. Vâng, nhiều tính cách khác nhau, góc nhìn, tư duy khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau thì không thể để tự do ai muốn làm gì thì làm. Phải có trật tự, tự do trong khuôn khổ. Bất cứ nhóm hoặc tổ chức nào cũng khát khao đạt được mục tiêu của mình để phục vụ nhu cầu con người một cách tốt nhất. Chính quy trình là chuẩn mực nâng cấp đội ngũ từng bước trên con đường phát triển của loài người. Khi quy trình hội đủ lý tính và cảm tính, nghĩa là quy trình có EQ cao thì nó trở thành kim chỉ nam rất hiệu quả trong việc dẫn dắt đội ngũ. Và các bạn cần lưu ý, quy trình quy định phải thực tế theo đặc thù của nhóm, của tổ chức, phải khoa học, tâm lý và liên tục cải tiến đáp ứng sự phát triển của loài người. Nhằm giúp bạn hiểu sâu sắc cấu trúc của hệ thống quy trình, quy định của nhóm hoặc của tổ chức thì mời bạn hãy trải nghiệm tương tác này. Với tương tác này, bạn hãy kéo và sắp xếp nội dung lại để phù hợp với hình tháp nhằm giúp bạn hiểu được các văn bản pháp luật của một đất nước được xây dựng theo trình tự nào. Ồ, tôi thực hiện tương tác luôn. Khi bạn biết được văn bản pháp luật của một đất nước được xây dựng theo trình tự nào thì bạn sẽ hiểu các quy trình, quy định của nhóm hoặc của tổ chức cũng được xây dựng theo trình tự tương tự. Văn bản cao nhất trong một tổ chức là điều lệ, được soạn thảo theo quy định của pháp luật về cách thức hoạt động tổng quan của một tổ chức. Tiếp đến là sổ tay nhân viên, là tập hợp tất cả những hướng dẫn cụ thể cho nhân viên, hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ từ ngày bắt đầu gia nhập vào tổ chức cho đến lúc nghỉ việc tại tổ chức. Tiếp đến là các quy trình, quy định, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết cách hành xử, phương pháp làm việc. Bài bản, chuyên nghiệp quá. Vâng, khi có được con người phù hợp mà không có hệ thống quy trình, quy định phù hợp thì cũng tan đàn sẽ nghé mà thôi. Nhưng nếu thành lập nhóm mà tổ chức chưa có hệ thống bài bản này thì sao? Chuyên gia đang chờ bạn thực hiện tương tác. Câu hỏi đúng ý tôi luôn. Trường hợp công ty chưa có hệ thống quy định, quy trình thì đội nhóm sẽ làm sao? Mời bạn hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện. Như vậy, trong trường hợp công ty chưa có hệ thống quy định, quy trình thì đội nhóm nên chủ động tạo quy trình, quy định hoạt động cho nhóm của mình. Vậy chuyên gia ơi, nhóm hay tổ chức cần có những quy trình, quy định nào để nhóm hoạt động thật hiệu quả? Đầu tiên là cần có nội quy hoạt động của nhóm. Nội quy này sẽ dẫn dắt các thành viên hiểu rõ sứ mệnh, mục tiêu của nhóm, cách hành xử trong nhóm, những quy định chung, hướng dẫn tham chiếu các quy trình, quy định cụ thể. Kế tiếp là quy định về con người phù hợp với nhóm, như là quy trình tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng. Cuối cùng là thống nhất nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả, như là quy trình đánh giá hiệu quả làm việc, mô tả công việc, chính sách động viên khen thưởng, v.v. Hệ thống quy trình quy định là cực kỳ quan trọng, quyết định đến sự thành công của nhóm và của tổ chức. Vậy bạn biết viết quy trình chưa? Tôi viết quy trình. Mời bạn thực hiện tương tác, bạn cứ trải nghiệm tương tác thì sẽ giỏi lên thôi. Bạn sẽ viết quy trình tuyển dụng như thế nào? Mời bạn hãy sắp xếp lại các nội dung của lưu đồ màu xanh lá. Bạn mới trải nghiệm thực hành tạo lưu đồ của quy trình tuyển dụng, bạn thấy thế nào?
Lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy. Lưu đồ trong một quy trình có nhiệm vụ diễn tả tóm tắt bằng hình các bước thực hiện chính, giúp người sử dụng hiểu công việc một cách nhanh nhất. Với hình oval được hiểu là bắt đầu của quy trình, khi kết thúc quy trình cũng dùng hình oval này. Hình chữ nhật được hiểu là bước thực hiện, còn hình kim cương là hình mang ý nghĩa quyết định. Nếu đạt là yes thì tiếp tục bước tiếp theo, nếu không đạt là no thì quay lại bước trước đó hoặc cắt bỏ. Đây là ba hình căn bản thường có trong một quy trình. Tiếp theo lưu đồ thì cần phải được diễn giải, hướng dẫn chi tiết, cách thực hiện, kèm với các biểu mẫu nếu có. Trong quá trình vận hành thì mình cứ cải tiến cho nó hiệu suất, hiệu quả cao hơn. Tới đây cũng đã kết thúc phần 1 tổng quan về phương pháp quản trị 9 người 10 ý. Mời các bạn học tiếp phần 2 của tập 2 có tên gọi Kỹ thuật và nghệ thuật tạo văn hóa nhóm chủ động làm việc hiệu quả. Công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng, thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belin, chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belin đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, một hành trình tương lai, nhìn về nơi xa ấy.